Viện sử toàn thư xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, thời kỳ phong kiến nào cũng vậy, bên cạnh các bậc quân vương thì luôn phủ bóng hồng của các bậc vĩ nhân, với vua chúa Nguyễn thì cũng không ngoại lệ. Bằng nhan sắc lộng lẫy, nhưng ứng sắc này được sủng ái hết mực. Thế nhưng, vận đổi sao rời, họ đều phải bỏ mạng một cách thảm khốc với những nguyên cớ khác nhau. Nhắc đến những mỹ nhân bất hạnh, nhận cái kết thảm dưới thời vua chúa nhà Nguyễn, có bốn tuyệt thế gia nhân được sử sách ghi chép lại rất rõ ràng. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cuộc sống vương giả cũng chính là nơi đưa họ đến với cái chết. Hãy cùng Viện sử toàn thư tìm hiểu về bốn người đẹp này qua video ngay sau đây. Trước đó, nếu là lần đầu theo dõi video trên kênh của chúng tôi, đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Viện sử toàn thư, like và theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage. Chuyện Tống Thị dùng ngải hoa làm điêu đứng quân vương. Tên tuổi của Tống Thị gắn liền với nhiều chúa triều Nguyễn. Chính sử triều Nguyễn có ghi Tống Thị là con gái đầu của Tống Phước Không, vợ của Nguyễn Phúc Anh, hoàng tử Kỳ, trấn thủ Quảng Nam, con dâu chúa Sải, chị dâu và tình nhân của chúa Thượng, nhưng lại tư thông với Chưởng Dinh, Nguyễn Phúc Trung, em ruột của chúa Thượng. Tống Thị sở hữu nhan sắc kiều diễm, phúc sức trang nhã, phong cách yểu điệu thục nữ. Trông thấy Tống Thị, nhiều người còn nói ngoa lên rằng như thấy giáng tiên vừa đội trăng sao, vừa rẽ khói vén mây xuống hạ giới. Không chỉ đẹp, Tống Thị còn có tài đưa tình quyến rũ, duyên dáng hơn người và ăn nói như rót mật vào tai. Tống Thị được cho là người đàn bà ghê gớm thời Lê Mạc Nguyên Sơ, sở dĩ có cái danh đó bởi bà đã dùng nhan sắc diễm lệ và tài quyến rũ đưa tình của mình để leo lên đỉnh cao quyền lực. Bà không từ bất cứ thủ đoạn nào, bất chấp cả luân thường đạo lý để đạt được mục đích của mình. Khi đã có quyền lực trong tay, Tống Thị sẵn sàng xúi dục chúa trừng trị những người mà bà oán ghét. Ngoài ra, bà còn lợi dụng quyền lực, câu kết với gian thương, ra sức bóc lột nhân dân, nhận hối lộ của những kẻ cầu cạnh. Bởi thế, chẳng mấy chốc, bà đã sở hữu một gia sản nhất nhì ở đàng trong, giàu chỉ kém chúa. Nhưng điều khiến người đời nhắc đến Tống Thị nhiều nhất phải kể đến tài lung lạc đấng quân vương của bà, đến mức nhiều sử gia đã bình luận rằng gái đẹp quả có mãnh lực vô biên. Tống Thị lấy hoàng tử Kỳ, sinh ra ba người con trai, khiến Phước Thông rất mừng. Nhưng khi Kỳ mất, Phước Thông vô cùng thất vọng nên đã dẫn gia quyến lén vào vùng Thuận An trốn, chỉ có Tống Thị ở lại. Từ khi trở thành quá phụ, tham vọng và âm mưu của bà Tống Thị không dừng lại. Theo sử sách, Tống Thị đã dùng chuỗi vòng ngọc Liên Châu làm ngải yêu để chinh phục chúa Thượng. Một lần vào năm 1639, Tống Thị dâng chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan thứ bùa đó. Chúa cầm lên ngửi thấy mùi hương thơm ngát, lòng dạ bắt đầu phiêu phiêu. Thêm vào đó, Tống Thị còn dùng tài ăn nói hơn người của mình để chinh phục chúa Thượng. Khi vào diện kiến chúa, mỹ nhân đã sụp lại dưới thềm, thưa trình về tình cảnh quá phụ thảm thiết, khiến chúa rủ lòng đã cho phép người đẹp được tự do vào ra vương phủ. Trước nhan sắc lộng lẫy và sự quyến rũ của Tống Thị, chúa Thượng đem lòng say mê. Qua nhiều lần gặp gỡ, bất chấp mối quan hệ chị dâu, em chồng, hai người đã ân ái, hoan lạc bất luận đêm ngày. Đam mê sắc dụ, nghe lời yêu nữ, làm nhiều việc sai trái. Từ một người khiêm nhã, nhân hậu, chúa Thượng trở thành một bạo chúa nóng nảy, hiếu sát, hoang dâm vô độ, đến bỏ bê quốc sự. Được chúa Thượng sủng ái, Tống Thị càng ngày càng lộng hành, xui khiến chúa làm nhiều việc thất đức. Để chứng tỏ mối tình nồng đượm với người đẹp, chúa Thượng định xây một lâu đài nguy nga tráng lệ để cùng Tống Thị hưởng tuổi xế già. Chúa bắt trăm họ lấy đá quý, gỗ quý, tập trung nhân công và thợ giỏi để thực hiện việc xây cất. Từ đó người dân đã đói kém lại, thêm xu thuế nặng, ngày càng khổ ải. Trong vương phủ, những người oan ghét Tống Thị ngày càng nhiều và ai ai cũng lo cho nghiệp chúa. Tuy nhiên, sự lộng hành của Tống Thị không thể nào kéo dài mãi mãi. Nội tán họ Phạm đã liều thân vào phủ chúa tâu bày vụ việc dâm loạn, coi nhẹ luân thường đạo lý của chúa Thượng với Tống Thị, gieo nỗi thống khổ cho nhân dân giữa lúc thiên tai hạn hán đang lan tràn. Chúa Thượng tỉnh ngộ, ra lệnh bãi bỏ việc xây cất lâu đài và dần xa lánh Tống Thị. Bị thất sủng, ngày đêm Tống Thị tìm mưu tính kế trả thù. Thị nghĩ phải làm sao cho sụp đổ toàn cơ nghiệp của họ hàng chúa Nguyễn xứ Đàng Trong mới hả dạ. Tống Thị đã viết một mật thư kèm theo sâu chuỗi trăm hoa, nhờ người dâng lên tận tay chúa Trịnh Tráng. Nội dung bức thư nhằm kích động bạo loạn, nếu cuộc tiến quân đánh Thuận Hóa thành công,
bà nguyện về đàng ngoài hầu hạ chúa. Nhận được bức thư, Trịnh Tráng vừa ngửi mùi hương của chuỗi hoa đã bần thần xao xuyến, nhìn nét chữ lại thêm mơ tưởng đến mỹ nhân, nên gấp rút tổ chức cuộc nam phạt để chiều lòng Tống Thị. Nào ngờ quân Trịnh Tráng thua lớn, Tống Thị vỡ mộng, chuyển hướng ve vãn sang Nguyễn Phúc Trung, em ruột của chúa thượng, bởi bà nghĩ chỉ có ông mới lật đổ được chính cháu mình, chúa hiền. Tống Thị tiếp tục sử dụng chuỗi hoa ma quái, khiến Nguyễn Phúc Trung vừa cầm hoa đã bồi hồi ngây ngất, lửa dục bốc lên. Với kỹ thuật ân ái, tía rụng mồng tơi, Diêm Phụ đã chinh phục được lòng nịch ái, đắm say của một võ quan hung bạo, từng xem bà như một ma quái cần xé xác phanh thây. Sau đó Tống Thị đã xúi Trung đứng ra làm phản, bắt mối với đàng ngoài. Cuối cùng, theo sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, vụ làm phản bị bại lộ, chúa Trung chết, Tống Thị bị chém và bêu đầu giữa chợ. Dương Thị Ngọt bị giết chết vì chê chồng. Dương Thị Ngọt là vợ của vua Thành Thái, năm 1879-1954, vị hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn. Bà sinh ra bên dòng sông Âu Lâu, trong làng tại thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, và sở hữu một sắc đẹp thanh khiết, ngọt ngào khó ai bì kịp. Từ nhỏ, Dương Thị Ngọt chỉ sống ở quê nhà, là một cô thôn nữ được bao người mơ ước. Nhờ sự thăng tiến của cha là ông Dương Quang Xứng, một vị quan trải qua nhiều đời vua triều Nguyễn, bà lọt vào mắt xanh của vua Thành Thái và được xếp vào bậc của gia tài nhân như một cuộc hóa thân kỳ diệu. Nhan sắc mỹ miều, lại hiền lành, chân thật, nên kể từ khi trở thành bà quý phi thứ 9 của vua Thành Thái, Dương Thị Ngọt được chồng vô cùng sủng ái và yêu thương. Thế nhưng cuộc đời của mỹ nhân này cuối cùng lại kết thúc rất ai oán. Bà bị chính chồng mình truyền lệnh giết chết, nguyên nhân cũng vì sự bộc trực của bản thân. Theo ông Dương Quang Diêu, người cháu họ thuộc đời thứ 3 của bà Dương Thị Ngọt, thì cái chết oan khiên của bà chỉ do một câu nói vô tình của người phụ nữ đẹp và thẳng thắn này. Vua Thành Thái không để tóc dài như các vua khác nên quyết định cắt tóc ngắn. Một lần sau khi cắt tóc, nhà vua dạo một lượt đến từng phi tần, hỏi xem tóc mới của vua có đẹp không. Bà phi nào cũng hết lời ca ngợi tóc mới của vua. Riêng bà Dương Thị Ngọt đã không khen, lại còn buông một câu nhận xét rằng trông giống như kẻ cướp ấy. Vua đùng đùng nổi giận, liền truyền lệnh xử tử bà Ngọt vì bà đã phạm tội khiêu quân. Sau khi bà Ngọt chết, vua Thành Thái đã cho mai táng theo đúng nghi thức của một bậc vương phi. Quan tài của bà được đưa từ Huế về Quảng Trị bằng đò theo đường sông Âu Lâu. Lăng mộ của bà được xây dựng một cách cẩn thận ngay tại quê hương yêu dấu của mình, thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Có người giải thích rằng nguyên nhân dẫn đến tội chết thảm khốc của bà Ngọt liên quan đến tâm sự u uất của vua Thành Thái, vì vua từng được mệnh danh là vua điên, vì ông đã từng giả điên để che giấu mưu đồ chống Pháp. Có thể đó là một khúc quanh của lịch sử chưa được soi vào, nhưng xét cho đến cùng, dù sao thì bà Dương Thị Ngọt cũng đã bị mất mạng một cách oan uổng chỉ vì một câu nói vô tình của mình. Thế mới biết, thân phận của người đàn bà trong xã hội thời phong kiến thật là đáng thương. Ngay cả khi được xếp vào bậc mẫu nhi thiên hạ, họ vẫn không có chút quyền hạn gì trong tay, dù chỉ là quyền được nói một câu ngay thẳng hay một lời bông đùa có phần nhạy cảm. Tây Thi Việt Nam, câu chuyện Đào Thị Thừa, hồng nhan bạc mệnh. Lịch sử truyền lại rằng, nàng sống vào thế kỷ thứ 17, quê ở Nghệ An, dung mạo xinh đẹp, lại giỏi đàn ca hát sướng. Rồi không rõ lý do vì sao mà nàng lưu lạc vào tận trong Nam, rồi hạnh ngộ với Thái tử Nguyễn Phúc Tần. Mê đắm nhan sắc và tài năng của người con gái xứ Nghệ, Phúc Tần đã dung nạp nàng làm thiếp, đưa vào phủ cùng chung sống. Hiền vương Nguyễn Phúc Tần vốn là người chuyên tâm chính sự, không màng nữ sắc, vui chơi tiệc tùng và cực kỳ tin yêu người tài. Thế nhưng, tương truyền, vào tháng 4 năm 1652, nổi lên giữa đám ca nhi, ở phủ chúa có một nàng Đào Thừa, thập phần xinh đẹp. Đào Thừa là người con gái của miền Nghệ An, phong thái đúng chất trăm anh đài cát, lại có tài ca hát xuất chúng. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến mọi nét thanh tú của đám phi tần kia trở nên tầm thường, cũng như công sức để lấy lòng chúa trở nên tiêu tan. Với nhan sắc, tài năng cùng với ma lực của sóng mắt khuynh thành, nàng ca nhi này đã làm tan chảy trái tim cứng rắn của hiền vương, theo sử sách ghi chép. Cũng từ đây, hiền vương dường như trở thành một con người khác hẳn, lao vào dục vọng, bỏ bê việc chính sự. Khi được can gián, hiền vương chẳng những không tiếp thu mà còn tức giận.
kể công từng trải gian lao để bảo vệ cơ đồ. Giờ giống nòi đã vững vàng, trăm họ đã an lạc, Chúa được quyền hưởng thú vui riêng của mình. Rồi đến khi đọc sách Quốc ngữ, có đoạn kể về việc vua nước Việt là Câu Tiễn đánh nhau với nước Ngô thua trận. Nhờ Phạm Lãi hiến mưu, Câu Tiễn hiến mỹ nhân Tây Thi cho Ngô Vương phù sai. Ngô Vương chìm đắm trong nữ sắc. Sau Lãng Quốc sự, Câu Tiễn nhân đó đưa quân chinh phạt, nước Ngô rơi vào thất bại. Sau đó, Phạm Lãi cùng Tây Thi du ngoạn vùng Ngũ Hổ, rồi mới qua đời. Hiền Vương cảm thấy có sự trùng hợp với hoàn cảnh của mình, nên nghi ngờ Đào Thừa là nội gián của Chúa Trịnh cài vào. Ngày sáng hôm sau, Phúc Tần lệnh cho Đào Thừa mang một bộ triều phục mới tới tư thất của quan Nguyễn Cửu Kiều. Cũng từ đó không thấy vết tích của nàng. Sử sách ghi lại trong tay áo của bộ triều phục mà Đào Thừa mang có tẩm thuốc độc kèm mật thư giao cho Cửu Kiều, kết liễu đời nàng để tránh cho nước non xứ Đàn Trong cái họa Tây Thi. Ngược dòng lịch sử, không ít người đẹp phải chịu chung số kiếp với Thị Thừa. Nổi tiếng nhất có lẽ là kể đến nàng Tây Thi thời Xuân Thu. Nàng mang thân nữ nhi đi ngàn dặm tới nước Ngô, mê hoặc Ngô Vương phù sai, tạo cơ hội cho Việt Vương Câu Tiễn phục quốc và làm nước Ngô diệt vong. Công trạng oanh liệt là thế, nhưng cuối cùng Tây Thi cũng không tránh khỏi cái chết, mà lại là một cái chết bí ẩn không rõ nguyên do. Hay một trong tứ đại mỹ nhân khác là Dương Quý Phi, với sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cũng không thể có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Sinh ra trong một gia đình danh giá, từ bé nàng đã được học cầm kỳ thi họa. 17 tuổi, Dương Quý Phi vào cung làm vợ của hoàng tử Lý Mạo. Nhưng về sau, nàng được cha của Lý Mạo là vua Huyền Tông, Đường Minh Hoàng sủng hạnh, mong muốn chiếm đoạt nàng làm vợ. Đáng lẽ có thể an hưởng phú quý bên Đường Minh Hoàng, lại tư thông với An Lộc Sơn, tiếp tay cho hắn giấy binh tạo phản. Đường Minh Hoàng đưa mỹ nhân cùng mình chạy khỏi kinh thành. Trên đường đi, quan quân gây sức ép buộc Đường Minh Hoàng phải trừ khử mầm móng tai họa là Dương Quý Phi. Nàng bị xiết cổ chết khi mới 38 tuổi. Ở Việt Nam, không lâu sau thời của Thị Thừa, cũng xuất hiện một kỳ nữ bạc mệnh khác là Đặng Thị Huệ. Thị Huệ vừa có nhan sắc, vừa lại có tham vọng. Chính nàng đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió trong phủ Chúa Trịnh và lịch sử Đạn Hoài. Mặc dù đã thành công đưa con trai mình lên ngôi chúa, nhưng Thị Huệ cũng chẳng được sung sướng bao lâu. Sau cuộc binh biến của quân Tam Phủ, chúa nhỏ qua đời, Thị Huệ bị bắt giam, hành hạ, đánh đập. Cuối cùng Thị Huệ uống thuốc độc mà chết. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tất cả những phận hồng nhan này, chắc chắn ít người phải chịu cái chết oan khóc như Thị Thừa, bị chính tay người mình yêu thương ra lệnh sát hại, mà lại còn vì một mối lo xa rất hoang đường, trong khi bản thân nàng chỉ mong an phận thủ thường, không hề muốn bon chen đấu đá, tranh giành địa vị của cải gì cho mình. Có lẽ vì thế mà cái chết của nàng trở nên vết nhơ trong cuộc đời của chúa Nguyễn Phúc Tần, người được dân gian xưng tụng là Hiền Vương, do tài cai trị anh minh. Mẹ loạn luân với con trai. Hoàng tử Cảnh có vợ là Tống Thị Quyên và hai con trai là Nguyễn Phúc Mỹ Đường, Nguyễn Phúc Mỹ Thùy. Bấy giờ như điềm báo trước, khi vừa sinh Mỹ Đường được mấy ngày, Tống Thị Quyên mơ một giấc mộng khủng khiếp. Bà bị nhấn chìm trong một biển nước đục ngầu, càng cố vùng vẫy, biển càng như rộng ra và bà bị đắm chìm trong một nỗi lo âu. Hôm sau, Hoàng Thái Phi đã kể lại cho Hoàng tử Cảnh nghe, thì ông liền nói, Ái Phi chớ quá lo lắng mà có hại cho sức khỏe, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Quả là ở đời không ai học được chữ ngờ. Theo sách Hoàng hậu Hoàng Phi Việt Nam, vài năm sau, Hoàng tử Cảnh lâm bệnh nặng. Năm Tân Dậu, năm 1801, lúc mới 21 tuổi, Nguyễn Phúc Cảnh mất vì bị bệnh đậu mùa, để lại một người vợ quá và hai con coi. Lúc ấy, các vị đại thần đã tâu kiến Gia Long, xin nhà vua xuống chiếu lập Mỹ Đường, cháu dòng đích làm người kế vị. Vua Gia Long đã nói, khi người ta chết đi mà còn để lại món nợ trên đời, thì chủ nợ chỉ tìm con, chứ đâu đòi cháu. Việc này ý ta đã quyết, các ngươi chẳng nên bàn tính thêm. Vậy là Hoàng tử Đảm, em Nguyễn Phúc Cảnh, được nhà vua chọn nối ngôi. Khi Gia Long băng hà, Đảm tiếp việc quản triều đình, lấy hiệu là Minh Mạng. Mẹ con bà Tống Thị Quyên hưởng phúc ấm no chưa được bao lâu thì đại họa đã giáng lên đầu. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện lược thuật. Năm Minh Mạng thứ 5, năm 1824, có người bí mật tố cáo rằng Mỹ Đường thông dâm với mẹ là Tống Thị Quyên. Vua Minh Mạng đã rất giận dữ, lệnh hành vi của chúng còn hơn chó lợn. Mụ đàn bà lăng loàn ấy đáng phải bị dìm chết. Ngươi hãy thi hành ra lệnh của ta. Còn Mỹ Đường, ta nể tình anh trai mà tha cho nó,
nhưng từ nay ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Theo một số tài liệu, để thực hiện thi lệnh của nhà vua, Hoàng Thái Phi Tống Thị Nguyên bị mấy tên lính canh áp giải, dẫn đi trong bộ dạng tóc tai rủ rượi. Bà bị giam trong một phòng riêng, không bị xiềng xích, được ăn uống đầy đủ, có giường nệm tử tế, có nước tắm rửa và bô để đi đại tiện. Thế nhưng bà hết sức đau khổ vì bị buộc tội thông dâm với con ruột. Bà không được bày tỏ kêu oan mà chỉ có mỗi việc phải thừa nhận tội lỗi của mình để rồi sau đó bị xử dìm nước cho chết. Lại nói Mỹ Đường phải dâng nộp ấn và dây thao bị giáng xuống làm thứ nhân, quá buồn rầu sinh bệnh, chẳng bao lâu thì cũng chết. Một số người cho rằng Minh Mạng vu oan cho chị dâu và cháu để triệt hạ dòng trưởng, bảo đảm ngai vàng cho mình. Sau điều này là không đúng vì ông lên ngôi đường đường chính chính theo lựa chọn của Hoàng đế Gia Long. Vả lại sau 5 năm ngồi trên ngai vàng, địa vị của ông đã quá vững vàng, trong khi những thế lực ủng hộ Mỹ Đường nói ngôi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn còn cố thủ cho rằng, dù đã ngồi vững trên ngai, với tính cách ghê gớm của Minh Mạng thì việc trừ hậu họa vẫn không phải là thừa, bởi những kẻ phiến loạn có thể lấy cớ phục hồi ngai vàng cho dòng trưởng để chống lại ông. Và quả thực vào năm 1883, Lê Văn Khôi đã dùng chiêu bài tôn phò Hoàng Tôn Mỹ Đường để nổi loạn. Không có cớ gì để triệt hạ con cháu anh cả, Minh Mạng phải dựng lên vụ án loạn luân này để lấy lý do tế nhị mà giải quyết im thấm trong nội bộ hoàng gia, đỡ bị bàn tán. Theo Việt Sử Giai Thoại, tác giả Nguyễn Khắc Thuần có lời bình đáng suy ngẫm: thời ấy có hai tội thuộc hàng đại ác không thể tha, ấy là bất trung và thất đức. Bất trung thì con trai trưởng của Hoàng Tử Cảnh, tức Cán, chẳng có biểu hiện gì. Vậy thì Minh Mạng muốn được yên vị trên ngai, ác phải khép Mỹ Đường vào một tội thất đức là thông dâm với mẹ. Giá Mỹ Đường chẳng phải cháu đích tôn của Gia Long, thì đời ông sẽ im thấm biết ngần nào. Có thể nói vụ án Mỹ Đường, Tống Thị Nguyên đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Đây là vụ án không có bản án, nó có tính chất thanh lý nội bộ hơn là công khai. Vì nội dung vụ án là chuyện thường luân bại lý, làm điếm nhục gia phong chẳng tốt đẹp gì để làm to chuyện, phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu. Trong vụ án này, người tố cáo là ai? Cớ gì không thể nêu tên đối với việc hệ trọng liên quan đến danh dự và quyền lợi của cả một dòng họ? Mỹ Đường, ví dụ có là người nghiện dâm dục đi nữa, nhưng là công hầu, thiếu gì thị nữ bên cạnh, đứa con này có cần thiết phải thông dâm với mẹ ruột hay không? Còn Tống Thị là một phụ nữ có chức phận, ít nhiều cũng được giáo dục theo khuôn phép và phải sống trong một cung đình xem trọng đạo nho ở vào thế kỷ 19. Thử hỏi, người mẹ nào đi ăn với chính con ruột của mình? Trong bốn mỹ nhân kể trên, có người chết do tâm cơ, có người bị oan, người do hồng nhan họa thủy, người chưa xác định được thực hư câu chuyện. Cái chung của họ là đều đẹp, đều bước vào cuộc đời vương quyền rồi bỏ mạng. Thế mới nói, cuộc sống vương quyền đầy ảo mộng nhưng cũng lắm bi ai, nhất là với thân phận của các mỹ nhân bên cạnh các bậc đế vương phong kiến.